10 loại thực phẩm các bác sĩ dinh dưỡng không bao giờ ăn vì chứa toàn độc tố. Xin chào quý vị. Có một số loại thực phẩm mà dù chúng có vẻ hấp dẫn hoặc tiện lợi, các chuyên gia dinh dưỡng lại khuyến cáo mọi người nên tránh xa. Lý do không chỉ đến từ hàm lượng dinh dưỡng thấp mà còn bởi ảnh hưởng tiềm ẩn đến sức khỏe lâu dài của chúng ta. Đối với những người chuyên nghiên cứu và làm việc trong lĩnh vực dinh dưỡng, việc lựa chọn thực phẩm không chỉ dựa trên hương vị mà còn dựa trên giá trị dinh dưỡng và tác động của chúng đến cơ thể. Trong video này, chúng ta sẽ khám phá 10 loại thực phẩm mà các chuyên gia thường tránh sử dụng trong chế độ ăn hàng ngày của họ. Từ thực phẩm chế biến sẵn đến đồ uống ngọt ngào, từ đó hướng dẫn mọi người chọn lựa thực phẩm một cách thông minh nhằm nâng cao sức khỏe và duy trì một lối sống lành mạnh. Bạn sẽ vô cùng ngạc nhiên khi biết rằng có những thực phẩm mà bạn vẫn cho là lành mạnh hóa ra lại không phải như vậy. 1. Hào sống. Bill Maclure, một luật sư người Mỹ, đã làm việc trong lĩnh vực ngộ độc thực phẩm suốt 20 năm. Ông đã trở thành một chuyên gia trong lĩnh vực của mình và chia sẻ với cả thế giới lý do tại sao ông không bao giờ ăn hào sống. Theo Maclure, sự nóng lên của nước biển khiến các loài động vật có vỏ trở thành môi trường sinh sản thuận lợi cho nhiều loài vi khuẩn mới. Do đó, từ bây giờ bạn nên bỏ món khoái khẩu hào sống và thay thế nó bằng món hào nướng hay hào sốt. 2. Nước ép quả. Nước ép quả tươi có thể chứa các virus và vi khuẩn. Tốt hơn bạn nên uống nước ép quả đã qua thanh trùng hoặc ăn quả tươi để giữ nguyên lượng vitamin trong quả. 3. Thịt sống. Nhiệt độ dưới 71 độ C không đủ để tiêu diệt E. coli và vi khuẩn Salmonella trong thịt. Đây là những vi khuẩn gây các bệnh thương hàn, nhiễm trùng máu và ngộ độc thực phẩm. Vì vậy, bạn nên ăn thịt chiên hoặc nấu vừa chín tới hoặc chín kỹ để đảm bảo vệ sinh và an toàn thực phẩm. 4. Hạt ngũ cốc. Vi khuẩn E, coli và Salmonella có trong thực phẩm nhiều hơn chúng ta nghĩ. Nếu hạt ngũ cốc chưa được qua xử lý hóa học ẩn chứa rất nhiều nguy cơ mắc các bệnh đường ruột. Hạt lanh, hạt hướng dương và hạt bí được chứng minh là những loại hạt ít có khả năng chứa vi khuẩn nhất. 5. Sữa tươi. Ngay cả khi người chủ chăm sóc cẩn thận đến đâu thì vẫn có nhiều khả năng sữa bò bị nhiễm khuẩn. Bạn nên đun sôi hoặc uống sữa tiệt trùng thay vì uống sữa ngay sau khi vắt trực tiếp từ bò. 6. Cải rút sen sống, hay còn gọi là bắp cải tí hon. Trong hơn 20 năm làm nghề, ông Bill Maclure đã gặp phải 30 ca nhiễm độc do ăn cải Brussels sống. Vì thế, bạn nên cẩn trọng với loại thực phẩm này. Tuy nhiên, không cần vì thế mà bạn bỏ món ăn vốn được cho là có nhiều lợi ích cho sức khỏe ra khỏi thực đơn của mình. Bạn hãy nấu hoặc nướng cải Brussels ở nhiệt độ 160 độ C để đảm bảo không còn vi khuẩn E, coli và Salmonella. 7. Canh và súp cá nước ngọt. Các nhà khoa học thuộc Đại học Seville, Tây Ban Nha đã chứng minh được rằng nấu chín cá nước ngọt chỉ tiêu diệt được 18% vi khuẩn lam. Phần còn lại sẽ đi vào nước dùng của món ăn. Do đó, thay vì nấu canh hoặc nấu súp, bạn hãy hấp cá nước ngọt nếu muốn ăn. Cách làm này sẽ giúp tiêu diệt 26% vi khuẩn cyanotoxin. 8. Các sản phẩm từ thịt. Các nghiên cứu của Hoa Kỳ khẳng định rằng ngay cả những sản phẩm đắt tiền nhất và làm từ thịt chất lượng tốt nhất vẫn chứa nitrate và nitrit là hai nguyên nhân có thể gây bệnh ung thư. 1 kg xúc xích chứa nhiều hơn 400% muối và 50% chất béo so với 1 kg thịt bò. 9. Thực phẩm đóng gói làm từ hai thành phần trở lên. Các nhà máy sản xuất thực phẩm thường sử dụng BHA và BHT để bảo quản. Làm lượng cao hai chất này có khả năng gây ra rối loạn nội tiết. Bên cạnh đó, việc tiêu thụ thường xuyên BHA là nguyên nhân thúc đẩy sự phát triển của các khối u ung thư. Tốt nhất, bạn nên tự đóng gói các loại thực phẩm. Nếu có thời gian, nấu ăn mỗi ngày là cách tốt nhất để có chế độ ăn lành mạnh. 10. Rau và trái cây đã rửa và thái lát. Bạn không nên mua hoặc ăn rau củ và trái cây đã được rửa sạch và thái lát vì chúng đã đi qua tay của rất nhiều người.
Càng nhiều người chạm vào thực phẩm, cơ hội nhiễm khuẩn càng cao. Thay vào đó, bạn nên tự mình mua các loại nguyên liệu và làm món salad hoa quả tại nhà. Tiếp theo xin chia sẻ đến quý vị danh sách 4 loại trái cây bác sĩ không bao giờ động tới, toàn mầm bệnh trên người. Mọi người đều thích ăn trái cây, nhưng nếu gặp 4 loại sau đây thì nên tránh càng xa càng tốt. Trái cây không chỉ thơm ngọt, ngon miệng mà còn giàu giá trị dinh dưỡng. Trái cây cung cấp nhiều loại vitamin, khoáng chất, chất xơ và chất chống oxy hóa hoàn toàn tự nhiên. Vì vậy bạn có thể hưởng lợi cả từ hàm lượng dinh dưỡng và hương vị của chúng. Với sự phát triển của nông nghiệp và khoa học hiện nay, trái cây có rất nhiều loại và con người có thể ăn trái cây từ khắp nơi trên thế giới. Vận tải tốc hành đã mang lại rất nhiều tiện lợi cho cuộc sống của chúng ta. Tuy nhiên, không thể tránh được những trường hợp rủi ro làm ảnh hưởng tới chất lượng trái cây. Cũng có một số trường hợp do chính bàn tay con người muốn mưu lợi bất chính nên đã sử dụng các phương pháp không tốt cho sức khỏe, biến loại trái cây bổ dưỡng nguyên bản trở thành thuốc độc cho người sử dụng. Vì thế, mọi người nên hết sức cảnh giác, đặc biệt là với 4 loại trái cây sau đây. 1. Chuối nhúng hóa chất để ép chín. Chuối là loại quả quen thuộc, giá thành rẻ lại có quanh năm, tuy nhiên đây cũng là loại quả dễ bị ngâm hóa chất ép chín. Loại hóa chất này là chất kích thích phát triển tế bào trong lá cực nhanh mà lại giúp tiêu diệt các vi sinh vật bám vào trái cây. Do đó nhúng vào dung dịch này không chỉ giúp trái cây nhìn tươi ngon hơn, cứng hơn mà còn có thể bảo quản được rất lâu. Khi được dùng để ngâm chuối, dung dịch này có thể ngấm qua vỏ, qua cuống để vào thịt quả, gây hại cho sức khỏe. Nếu ăn quá nhiều rất có hại cho gan, gây tổn hại chức năng gan, thậm chí gây ung thư. 2. Ăn xoài khi đói bụng, cơ địa dị ứng hoặc bị bệnh thận. Xoài là loại trái cây nhiệt đới có vị ngọt thanh, thơm ngon, khi ăn khá mềm, được nhiều người ưa thích. Tuy nhiên ăn xoài cũng cần có thời điểm và không phải tất cả mọi người đều có thể ăn được. Thời điểm nên ăn sáng và tối để đốt cháy mỡ bụng được bác sĩ tiết lộ, dù là xoài chín hay xoài xanh, bạn cũng không ăn chúng khi đói bụng. Axit có trong xoài sẽ kích thích dạ dày, làm tăng dịch vị và tăng nguy cơ mắc bệnh đường ruột. Ăn xoài khi đói còn dễ bị say, ngộ độc tạm thời. Đồng thời, những người có cơ địa mẫn cảm hay bị dị ứng với chất urushiol khi ăn xoài rất dễ gây dị ứng. Biểu hiện nhẹ có thể gây ngứa xung quanh miệng và trên môi, rát lưỡi, mắt khô, nổi mề đay. Vì lý do đó, người mắc bệnh hen suyễn cũng không nên ăn xoài để tránh bệnh tình tái phát, thậm chí gây nguy hiểm cho người bệnh. Ngoài ra, người mắc bệnh ngoài da, bị mẩn ngứa, vết thương lở loét, mưng mủ cũng nên hạn chế ăn xoài, vì lượng đường cao trong loại quả chính sẽ khiến tình trạng bệnh tăng nặng. Xoài cũng có thể gây hại cho sức khỏe của thận nên người bị viêm thận cấp và mãn tính không được ăn. 3. Loại quả bị da đập dẫn đến dập, thối, mốc. Trái cây hầu hết đều mềm, chứa nhiều nước nên không thể tránh khỏi tình trạng bị da đập dẫn đến dập nát ở một số chỗ, sinh ra thối hoặc mốc. Nhiều người tiếc rẻ nên không dứt đi, chỉ khoét bỏ phần bị hư hỏng rồi tiếp tục sử dụng phần còn lại. Mặc dù nhìn bề ngoài, phần còn lại của hoa quả không khác gì bình thường, nhưng các loại vi khuẩn, nấm mốc có thể đã âm thầm lây lan ở bên trong. Tiêu thụ những loại trái cây này thường xuyên có thể gia tăng nguy cơ ung thư, gây hại cho sức khỏe. 4. Ăn trầu cao. Cơ quan nghiên cứu ung thư quốc tế vừa công bố danh sách 116 nguyên nhân được coi là làm tăng khả năng gây ra ung thư, trong đó việc ăn trầu cao, nhai thuốc lá là thủ phạm quan trọng. Cụ thể, những người có thói quen ăn trầu sẽ có nguy cơ mắc ung thư dòm họng cao gấp 28 lần so với người bình thường. Cũng theo các chuyên gia, nếu như người có thói quen ăn trầu kết hợp với hút thuốc lá thì tỷ lệ mắc ung thư dòm họng sẽ cao hơn 89 lần so với người thường. Nếu như những người này uống thêm rượu thì nguy cơ sẽ cao gấp 123 lần. Nguyên nhân là do trong quá trình nhai trầu có têm dôi sẽ sinh ra một hóa chất khiến các tế bào trong hốc miệng phát triển đột biến, gây ung thư. Vị trí ung thư thường gặp ở niêm mạc môi, má, nướu răng, lưỡi.
tràn miệng. Nhiều người lại quan niệm nhai trầu sẽ khiến răng miệng thơm, sạch, có thể thay thế cả việc chải răng. Do đó, người ăn trầu không để ý đến vệ sinh răng miệng, lâu ngày dôi răng tích tụ càng tạo điều kiện cho virus phát sinh. Đặc biệt, những người ăn trầu xỉa thêm thuốc rê có nguy cơ bị ung thư cao gấp 3 đến 4 lần người chỉ ăn trầu têm dôi. Tiếp theo chúng tôi xin chia sẻ đến quý vị 5 cách dùng nghệ tốt nhất cho sức khỏe. Củ nghệ là loại gia vị có màu vàng, vốn là thành phần chủ yếu trong y học cổ truyền, mang lại nhiều lợi ích sức khỏe. Nhưng cách sử dụng nghệ như thế nào để đạt được hiệu quả tối ưu nhất? Curcumin là hợp chất chính trong củ nghệ có đặc tính chống viêm và chống oxy hóa, góp phần mang lại sức khỏe tổng thể. Để khai thác tối đa tiềm năng của loại gia vị này, dưới đây là 5 cách hiệu quả để kết hợp nghệ vào thói quen hàng ngày của bạn. 1. Dùng nghệ kết hợp với hạt tiêu giúp tăng cường hấp thu. Một trong những thách thức chính của nghệ là khả dụng sinh học hạn chế của curcumin hoặc chính trong nghệ. Tuy nhiên, thêm một chút hạt tiêu đen vào bữa ăn giàu nghệ có thể tăng cường khả năng hấp thụ. Piperin, hợp chất hoạt động trong hạt tiêu đen, tăng cường khả dụng sinh học của chất curcumin bằng cách ức chế quá trình chuyển hóa nhanh chóng của nó ở gan. Sự bổ sung đơn giản này giúp đảm bảo rằng cơ thể bạn thu được những lợi ích tối đa của nghệ. 2. Sữa nghệ có thể giúp ngủ ngon hơn. Một cách phổ biến và ngon miệng hơn khi kết hợp nghệ vào thói quen của bạn là sữa nghệ. Curcumin là một chất dinh dưỡng hòa tan trong chất béo. Vì vậy, hàm lượng chất béo trong sữa giúp cơ thể dễ dàng hấp thụ hơn. Đồ uống ấm này kết hợp nghệ với các thành phần tăng cường sức khỏe khác như sữa hoặc sản phẩm thay thế từ thực vật. Gừng và mật ong không chỉ tạo ra cảm giác êm dịu khi đi ngủ mà còn tăng cường khả năng hấp thụ chất curcumin. Đặc tính chống viêm của nghệ có thể giúp giảm đau khớp và thúc đẩy giấc ngủ ngon hơn. 3. Sử dụng làm gia vị tạo bữa ăn thơm ngon và giàu dinh dưỡng. Nghệ sử dụng làm gia vị tăng thêm hương vị cho bữa ăn. Cách dễ nhất để hấp thụ nghệ là dùng trong bữa ăn. Những thực phẩm tốt nhất để kết hợp với nghệ là những thực phẩm được nấu bằng dầu thực vật. Từ súp và món hầm cho đến cà ri và món xào, nghệ mang lại hương vị ấm áp cho nhiều món ăn. Hãy đặt mục tiêu thêm 1/4 thìa cà phê bột nghệ cho mỗi người vào công thức nấu ăn hàng ngày để không chỉ nâng cao hương vị cho bữa ăn của bạn mà còn đảm bảo tiêu thụ tốt nhất loại thảo dược này. 4. Dùng nghệ kết hợp với thực phẩm béo hấp thụ tốt hơn. Tận dụng tối đa nghệ bằng cách ăn nó cùng với các thực phẩm béo như trứng và cá. Điều này là do một chất gọi là lecithin có trong chúng. Lecithin hỗ trợ cơ thể hấp thụ nghệ. 5. Trà nghệ tăng cường chất chống oxy hóa. Trà nghệ là một loại đồ uống giải khát và giàu chất chống oxy hóa. Ngâm một mẫu nghệ khoảng 2-3 cm, đã cắt lát, hoặc 1/4 thìa cà phê bột nghệ vào nước nóng. Thêm một chút chanh và mật ong để tạo hương vị. Loại trà này giúp giải độc, tăng cường hệ thống miễn dịch và giúp chống viêm. 7 loại rau gia vị trong vườn được sử dụng làm thuốc. Thưa quý vị, trong vườn nhà, ngoài việc trồng các loại rau củ quả để bổ sung vào bữa ăn hàng ngày, nhiều gia đình còn chú trọng đến việc trồng các loại rau gia vị không chỉ để làm tăng hương vị cho món ăn mà còn vì những lợi ích sức khỏe mà chúng mang lại. Đặc biệt, một số loại rau gia vị còn được biết đến với khả năng hỗ trợ điều trị các tình trạng sức khỏe nhất định, đóng vai trò như một phương pháp điều trị tự nhiên tại nhà. Từ việc giảm đau, chống viêm đến tăng cường hệ miễn dịch, những loại rau gia vị này đã được sử dụng từ lâu trong các bài thuốc dân gian và ngày càng được khoa học hiện đại công nhận. Trong phần tiếp theo này, chúng ta sẽ khám phá 7 loại rau gia vị phổ biến trong vườn nhà mà bạn có thể sử dụng như một phương tiện hỗ trợ điều trị tự nhiên, góp phần vào việc duy trì và cải thiện sức khỏe tổng thể. 1. Húng chanh. Húng chanh là một loại rau gia vị quen thuộc trong bữa ăn của người Việt Nam. Cây này còn có tên gọi khác là rau tần. Húng chanh vị chua the, thơm hăng, tính ấm vào phế, công dụng giải cảm, tiêu đờm,
khử độc và các chứng bệnh cảm cúm, viêm phế quản, cảm lạnh. Hỗ trợ hen suyễn, lấy 12 gram lá húng chanh, 10 gram lá tía tô, rửa sạch, sắc uống chia 0-2 lần sáng chiều, trong 7 đến 10 ngày. Khi uống nên kiêng ăn đồ chiên xào, thức uống lạnh, hải sản sẽ giảm bớt triệu chứng ho, khò khè. Chữa ho cho trẻ, dùng 5 gram húng chanh kết hợp với 5 gram lá hẹ, 1 thìa mật ong, cả 3 thứ đem hấp chín rồi ăn. Bị rết, bò cạp cắn, ong đốt, dùng 1 nắm lá húng chanh rửa sạch, thái nhỏ hoặc nhai kỹ, cho thêm ít muối vào rồi đắp lên vết thương, không dùng cho vết thương đã nhiễm trùng, chỉ dùng trong trường hợp bệnh nhẹ. 2. Mùi tàu. Mùi tàu còn gọi là ngò gai, ngò tàu, dì the, tính ấm, mùi thơm hắc, khử thấp nhiệt, kiện tỳ dị, kích thích tiêu hóa. Khi bị đầy hơi, ăn không tiêu, dùng 50 gram rau mùi tàu cắt dài 4 cm, kết hợp với gừng tươi đập dập. Cho 2 thứ vào siêu đất, đổ chừng 400ml nước sắc lại còn 200ml. Chia làm 2 lần uống cách nhau 3 giờ, uống trong 5 đến 7 ngày. Sốt nhẹ, mệt mỏi, chán ăn, mùi tàu 30g, thịt bò tươi 50g, vài lát gừng tươi. Tất cả thái nhỏ, nấu chín với 600ml nước. Ăn nóng, khi ăn thêm ít tiêu bột, trùm chăn kín người cho ra mồ hôi. 3. Rau răm. Rau răm còn gọi là thủy liễu, hương lục. Cây có vị cay, tính ấm không độc, dùng để trị đau bụng lạnh, chữa rắn cắn, chàm ghẻ, mụn trĩ, kích thích tiêu hóa, kém ăn. Dùng tươi, rửa sạch để ráo nước. Để trị chứng tiêu hóa kém, mỗi ngày dùng từ 15 đến 20 giờ thân và lá rau răm tươi, rửa sạch, giã nát hoặc xay nhuyễn, vắt lấy nước cốt uống. Trị say nắng, rau răm 10g, gừng 30g, đinh lăng 16g, mạch môn 10g. Tất cả đem sao vàng, sắc với 600ml nước cô lại 300ml. Uống hết trong ngày, chia làm 2 lần. 4. Thì là. Thì là hay thìa là, còn gọi là thời la, đông phong. Đây là một vị thuốc rất thông dụng trong đông y. Hạt thì là vị cay, tính ấm, bổ thận, kiện tỳ, tiêu trướng, trị đau bụng và đau răng. Người bị tiểu rắt, tiểu són, lấy một nắm thì là tẩm với nước muối, sao vàng, tán thành bột. Khi dùng, lấy bánh dày quết với bột thì là ăn. Ăn ngày không 2 lần, trong 5 đến 7 ngày, thích hợp với những người bị tiểu nhiều hay bị đau buốt. 5. Tía tô. Tía tô còn gọi là tử tô, xích tô, bạch tô, toàn cây dùng làm thuốc chữa bệnh. Lá tía tô vị cay, tính ấm, làm ra mồ hôi, tiêu đờm. Quả tác dụng khử đờm, hen suyễn, tê thấp. Hạt chữa táo bón, mộng tinh. Trị chứng cảm cúm không ra mồ hôi, ho nặng, nấu cháo gạo, cho 10 gram lá tía tô vào, ăn nóng, đắp chăn kín cho ra mồ hôi, bệnh sẽ khỏi. Hoặc dùng từ 15 đến 20 gram lá tía tô tươi, giã nát, đun sôi với nước để uống. Dị ứng, nổi mẩn đỏ khi ăn hải sản, dùng một nắm lá tía tô giã hay xay lấy nước uống, bả sát vào chỗ mẩn ngứa. Hoặc có thể kết hợp với sinh khương 8 gram, gừng tươi 8 gram, cam thảo 4 gram đun với 600ml, cô lại còn 200ml. Uống lúc nóng, chia thành 3 lần trong ngày. Chữa táo bón, dùng 15 gram hạt tía tô, 15 gram hạt hẹ giã nhỏ, trộn với nhau chế thêm 200ml nước, lọc lấy nước cốt để nấu cháo ăn rất tốt, trị chứng táo bón lâu ngày ở các cụ già yếu. 6. Rau má. Rau má là loại dược thảo có tính hàn, lạnh, tân, cay, khổ, đắng, có tác dụng dưỡng âm, thanh nhiệt, nhuận gan, giải độc. Uống nước rau má xay hoặc sinh tố rau má giúp đẹp da, thanh nhiệt cơ thể. Ngoài ra, nước sắc lá rau má có tác dụng hạ huyết áp, là thuốc bổ dưỡng để có sức khỏe tốt, tăng trí nhớ, thị lực. Thuốc đắp từ lá cũng được dùng để điều trị những chỗ đau xương khớp, hạ sốt do say nắng. 7. Rau hẹ. Đông y gọi rau hẹ, lá hẹ là cửu thái. Rau hẹ trồng 4 mùa,
dùng làm gia vị trong một số món ăn như sủi cảo, rán trứng, làm rau ăn có tác dụng tiêu thực, người mắc chứng trào ngược. Lá hẹ vị cay chua chát, tính ấm, không độc, có tác dụng bổ dương, cố tinh, trừ nhiệt lỵ. Bài thuốc trị chứng nhiệt lỵ: lá hẹ tươi 20g, lá mơ tam thể 15g, trứng gà một quả quấy đều cho một tí muối chưng lên, ăn ngày 2 lần, ăn liên tục 5 ngày. Bài thuốc bổ thận tráng dương, tăng cường khả năng tình dục: bầu dục lợn 2 quả, lá hẹ tươi 100g băm nhỏ ráng chín ăn vào buổi tối trước khi ăn cơm, uống với một ly rượu 20ml, rượu có tác dụng dẫn thuốc để bổ thận tráng dương. Ngày dùng một lần liên tục 7 đến 10 ngày. Tiếp theo chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị 5 loại trái cây giàu enzyme tiêu hóa tự nhiên tốt cho sức khỏe đường ruột. Sau khi ăn một bữa ăn quá no, chúng ta thường ăn sữa chua hoặc các loại men tiêu hóa để ngăn ngừa bất kỳ vấn đề nào về đường tiêu hóa hoặc dạ dày. Tuy nhiên, một số loại trái cây chứa các enzyme tiêu hóa tự nhiên có thể giúp ích cho sức khỏe đường ruột. Các enzyme tiêu hóa xuất hiện một cách tự nhiên trong cơ thể giúp phân hủy những gì chúng ta ăn để các chất dinh dưỡng quan trọng đến đúng nơi để sử dụng hợp lý. Tuy nhiên, nếu cơ thể không sản xuất đủ một số enzyme nhất định, chẳng hạn như các enzyme cần thiết để phân hủy đường lactose trong các sản phẩm từ sữa, điều này có thể làm chậm quá trình tiêu hóa và dẫn đến các triệu chứng GI như đầy hơi, chướng bụng và tiêu chảy. May mắn thay, có nhiều loại thực phẩm chứa các enzyme quan trọng này, phần lớn trong số đó tốt nhất nên ăn ở dạng tươi sống để tối đa hóa lợi ích tiêu hóa. Vì nhiều enzyme rất dễ dở và có thể dễ dàng bị phá hủy khi có sự thay đổi về hóa học, độ pH hoặc nhiệt độ. Dưới đây là 5 loại thực phẩm có thể giúp tăng cường tiêu hóa và cách bổ sung vào bữa ăn. 1. Quả dứa chứa enzyme tiêu hóa. Dứa có chứa bromelain, một enzyme giúp tiêu hóa và phân hủy protein nhanh hơn. Giống như các enzyme tiêu hóa khác, bromelain rất nhạy cảm với nhiệt. Do đó, nên ăn sống dứa là cách tốt nhất để bạn tối đa hóa lượng tiêu thụ. Hãy thử trộn dứa vào sinh tố, thêm miếng dứa vào món salad hoặc dùng dứa làm chất làm mềm thịt. 2. Trái bơ. Nếu những bữa ăn nhiều chất béo có xu hướng gây rắc rối cho bạn, hãy bổ sung bơ. Bơ chứa enzyme lipase tự nhiên, một loại enzyme cần thiết cho quá trình chuyển hóa và tiêu hóa chất béo. Bơ rất dễ kết hợp vào chế độ ăn uống của bạn như thêm vào sinh tố hay đơn giản là ăn vài miếng bơ ngay sau bữa ăn. 3. Đu đủ. Đu đủ là thực phẩm tuyệt vời để ăn giúp tiêu hóa nhanh. Chúng chứa enzyme gọi là papain. Enzyme này có thể phá vỡ protein. Tuy nhiên, nhiệt độ có thể làm hỏng papain, vì vậy hãy đảm bảo ăn đu đủ sống để có được lợi ích tiêu hóa tối đa. Ví dụ, đu đủ cắt thành miếng ăn kèm hoặc cắt thành khối và thêm vào món salad và sinh tố. Ai thường xuyên ăn đu đủ chính cần áp dụng ngay điều này để tránh tác dụng phụ không đáng có. 4. Xoài. Xoài không chỉ chứa nhiều nước và chất xơ giúp tiêu hóa thức ăn mà còn chứa enzyme tự nhiên gọi là amylase. Amylase có thể phân hủy carbohydrate và tinh bột thành các phân tử và các bits nhỏ hơn để cơ thể dễ hấp thụ. Nên sử dụng xoài cắt lát hoặc cắt miếng như một món ăn nhẹ giải khát hoặc dùng làm món phủ trên món salad xanh để có một màu sắc bổ dưỡng và ngon miệng. 5. Chuối. Chuối được biết đến như một nguồn cung cấp kali dồi dào, nhưng chuối cũng là nguồn cung cấp các enzyme như amylase và maltase. Amylase giúp phân hủy các loại carbs phức tạp, giống như những loại có trong bánh mì và ngũ cốc, trong khi maltase giúp phân hủy đường mạch nha có trong thực phẩm carbohydrate, như ngũ cốc vào tinh bột và rau. Cho chuối vào ngũ cốc hoặc bột yến mạch, trộn một quả vào sinh tố hoặc ăn trực tiếp một quả vào lần tới khi bạn muốn ăn nhẹ. Quý vị thân mến, giờ đây, chính sự tiến bộ của khoa học hiện đại đã chứng minh được rằng không phải là người giàu có, không cần phải ăn cao lương mỹ vị, cũng chẳng cần phải tìm và uống những loại thuốc trường sinh bất lão, bạn vẫn có thể sống lâu nhờ lối sống giản dị rất dễ thực hiện. Từ những thực phẩm ngay tại giường nhà đến những loại chỉ cần ra chợ quê là có.
hãy áp dụng ngay để nhận được những lợi ích tuyệt vời quý vị nhé. Đánh bại sữa bò, đây mới là 7 thực phẩm giàu canxi bậc nhất. Quý vị thân mến, trong khi sữa và các sản phẩm từ sữa nổi tiếng về hàm lượng canxi, thì các lựa chọn thay thế sữa cũng có thể giúp bạn có đủ chất dinh dưỡng quan trọng này. Sữa là thực phẩm cung cấp canxi cho cơ thể, nhưng bạn sẽ ngạc nhiên khi biết rằng có rất nhiều món ăn cung cấp canxi còn hơn cả một ly sữa đơn thuần. Một ly sữa 250ml thông thường cung cấp khoảng 300mg canxi, tức là 25% nhu cầu canxi hàng ngày, nhưng cơ thể bạn lại cần khoảng 1.000-1.200mg canxi mỗi ngày. Sau đây là một số loại thực phẩm cung cấp nhiều canxi hơn một ly sữa. 1. Đậu phụ. Chỉ 200g đậu phụ cung cấp 700mg canxi. Đậu phụ rất giống với paneer, còn được gọi là paneer hoặc phô mai tươi Ấn Độ, là một loại phô mai tươi dạng axit phổ biến ở tiểu lục địa Ấn Độ, được làm từ sữa bò hoặc trâu và có thể dễ dàng thay thế phô mai tươi trong công thức nấu ăn của bạn. Bạn có thể xào rau với đậu phụ hoặc làm salad đậu phụ với nó. 2. Rong biển khô. Rong biển khô là một trong những thực phẩm giàu canxi nhất. Trong 100g rong biển khô đã cung cấp 264mg canxi, rất có lợi cho các thành viên trong gia đình. Ngoài ra, món ăn này còn giàu protein. Cứ 100g rong biển khô lại chứa 25-50g protein chất lượng cao. Đặc biệt, chúng còn chứa taurin, đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển của não bộ và hệ thần kinh. Cách phổ biến nhất để ăn rong biển khô là nấu thành súp, đem lại hương vị đậm đà dù cách chế biến đơn giản. 3. Bắp cải. Bắp cải là một nguyên liệu rất phổ biến và có giá thành rất rẻ. Ít ai biết loại rau này có chứa hàm lượng canxi cao ngang với sữa. 100g bắp cải cung cấp 97mg canxi. Bắp cải cũng là nguyên liệu thực phẩm đặc biệt giàu chất xơ, có lợi ích tích cực trong việc giảm táo bón. Bắp cải còn là thực phẩm bồi bổ và bảo vệ dạ dày, đặc biệt đối với những người có dạ dày không tốt thì nên ăn bắp cải thường xuyên. 4. Sữa chua. Một cốc sữa chua nguyên chất sẽ cung cấp khoảng 300-350mg canxi. Sữa chua có thể được sử dụng hàng ngày trong bữa sáng, bữa trưa hoặc thậm chí bữa tối. Sữa chua thêm vào trái cây tươi cắt nhỏ và các loại hạt vừa là bữa sáng lành mạnh, vừa là món ăn nhẹ ngon miệng. 5. Cá hồi. Một khẩu phần cá hồi tinh tế có thể chứa tới 340mg canxi. Có thể không thực tế khi đưa cá hồi vào chế độ ăn uống hàng ngày của bạn, nhưng bạn luôn có thể lựa chọn nó thỉnh thoảng để bổ sung nhu cầu canxi cho cơ thể. 6. Mộc nhĩ. Mộc nhĩ là nguyên liệu bồi bổ sức khỏe được yêu thích từ xưa đến nay. Ngoài tác dụng ngăn ngừa cao huyết áp, làm tan các cục máu đông, làm tắc nghẽn mạch máu, mộc nhĩ còn giàu canxi. Trong 100g mộc nhĩ chứa 247mg canxi, có tác dụng cung cấp máu, đẹp da, làm sạch phổi, bồi bổ dạ dày. 7. Hạnh nhân. Chỉ một nắm hạt hạnh nhân khoảng 100g cung cấp hơn 1/4 lượng canxi khuyến nghị hàng ngày. Chúng cũng giàu magie, manga và vitamin E. Ngoài ra chúng còn chứa nhiều chất béo lành mạnh. Hạnh nhân là món ăn nhẹ lành mạnh hoặc bổ sung dinh dưỡng cho món salad hoặc món ăn phụ. Đối với những người theo chế độ ăn kiêng dựa trên thực vật hoặc thuần chay, sữa hạnh nhân cung cấp canxi và một số khoáng chất nhất định. Quý vị thân mến, ngoài những thực phẩm nêu trên, thì những loại rau sau đây cũng có hàm lượng canxi cao hơn cả sữa. Dưới đây là những rau củ giàu canxi nhất bạn nên bổ sung vào chế độ ăn của mình. 1. Cải xoăn. Cải xoăn từ lâu đã là một loại rau cực kỳ tốt cho sức khỏe. Một chén cải xoăn nấu chín chứa tới 245mg canxi. Nó còn được ví như cỗ máy xanh cung cấp canxi dồi dào cho cơ thể. Giống như rau diếp, cải bắp, cải xoăn, chứa nhiều vitamin K, là yếu tố hình thành của osteocalcin, giúp tích tụ canxi vào trong xương. 2. Súp lơ.
Bên trong súp lơ chứa nhiều canxi và nhóm vitamin A, D, K là những chất đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển xương ở trẻ em và phòng chống loãng xương ở người lớn tuổi và là thực phẩm phòng ngừa viêm khớp hàng đầu. Đối với các bạn muốn giảm cân thì hàm lượng dồi dào chất xơ, protein, chrome, carbohydrate của súp lơ cũng rất có ích. Chưa dừng lại photochemical, chất chống oxy hóa trong súp lơ cũng được cho là có khả năng giúp chống bệnh tật và các bệnh nhiễm trùng. Các mẹ nên bổ sung súp lơ vào thực đơn ăn uống của con em mình để bé có được chiều cao vượt trội. 3. Giá đỗ. Trong 100g giá đỗ xanh có chứa tới 38g canxi, ngoài ra còn rất giàu protein, glucid, phốt pho, sắt, vitamin B2, B2, phương pháp, B6, T, E. Trong giá đỗ có chứa hoạt chất phytoestrogen và isoflavone. Đây là hai hợp chất có tác dụng làm giảm tỷ lệ hao xương, kích hoạt hình thành các tế bào tạo xương. Do vậy mà giá đỗ cũng có tác dụng khá tốt trong việc bảo vệ và chống lại sự lão hóa xương. 4. Cải thìa. Cải thìa là một loại rau giàu canxi không kém tôm hay cá. Bên trong 100g cải thìa lại có tới 105mg canxi. Chính vì vậy chúng được các nhà nghiên cứu xếp vào danh sách những thực phẩm cung cấp canxi tốt nhất. Ngoài canxi thì cải thìa còn chứa sắt, kali, axit folic, beta-carotene, rất tốt cho cơ bắp và hệ thần kinh. 5. Bắp cải. Bắp cải chứa nhóm vitamin B, vitamin C, vitamin K, vitamin U, canxi, phốt pho, kali, axit hữu cơ, chất xơ và rất nhiều các chất dinh dưỡng thiết yếu khác cho cơ thể con người. Đặc biệt trong số đó, lượng canxi, sắt và phốt pho trong bắp cải thuộc một trong năm loại rau hàng đầu. Hàm lượng canxi là nhiều nhất, gấp 5 lần so với dưa chuột và 7 lần so với cà chua. Trẻ ăn bắp cải có lợi thế lớn về phát triển chiều cao. 6. Rong biển. Rong biển chứa nhiều chất dinh dưỡng hơn bất kỳ loại rau trồng trên mặt đất nào. Chúng là nguồn cung cấp các vi chất dinh dưỡng như folate, canxi, magie, kẽm, sắt và selen. Quan trọng hơn, rong biển còn chứa nguồn iốt lớn cho cơ thể. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, rong biển chứa lượng canxi gấp khoảng 7 lần so với sữa, giúp tăng sự phát triển và ngăn ngừa loãng xương. Quý vị thân mến, người bị sỏi thận nhưng thiếu canxi, phải ăn gì cho khỏe? Sỏi thận là bệnh tích tụ khoáng chất trong thận hình thành sỏi. Vậy người bị sỏi thận phải bổ sung canxi bằng cách nào? Bệnh sỏi thận. Sỏi thận là căn bệnh thuộc đường tiểu, sinh dục phổ biến thứ ba sau các bệnh viêm nhiễm và tuyến tiền liệt. Nguyên nhân gây bệnh là do rối loạn trao đổi chất khoáng. Những cái lẽ ra phải tan lại không tan mà kết tủa và tích tụ trong cơ thể, dần dần hình thành sỏi. Chế độ dinh dưỡng bất cân bằng, uống ít nước và sử dụng một số dược phẩm như vitamin D, canxi, sulfanilamide, ascorbic hơn 4 giờ mỗi ngày có thể gây bệnh. Hậu quả là thành phần hóa học của nước tiểu bị thay đổi, chủ yếu là sự gia tăng lượng chất làm nước tiểu bị tinh thể hóa. Các loại thức ăn có nhiều axit nước tiểu, thịt, gan, cật, rượu đỏ, nhiều axit oxalic, thịt gà, gan, gạo, đậu, cacao, cà phê, rau cần tây, rau bina, bắp cải, cải củ làm tăng khả năng hình thành sỏi. Nước cứng có nhiều muối canxi, thức ăn cay và chua nâng cao độ axit trong nước tiểu cũng thúc đẩy tạo sỏi. Thành phần sỏi. Sỏi thận hình thành từ một số chất liệu và việc nắm rõ các thành phần này sẽ giúp lựa chọn đúng chiến thuật điều trị, thuốc thang và cách ăn kiêng. Đa số sỏi có thành phần oxalat, một dạng muối của axit oxalic và phốt phát từ axit phosphoric. Sỏi urat từ axit uric ít gặp hơn. Hàm lượng phốt phát trong nước tiểu phụ thuộc vào chế độ dinh dưỡng và tăng lên khi đói, thiếu vitamin D hoặc khi tuyến yên hoạt động nhiều. Thành phần sỏi được xác định dựa vào kết quả phân tích nước tiểu. Bệnh sỏi thận có thể diễn ra một cách âm thầm và chỉ thể hiện khi đã có sỏi trong thận. Khi các hay sỏi bắt đầu di chuyển trong cơ thể, người bệnh bắt đầu thấy đau.
Cơn đau thường bắt đầu ở vùng thắt lưng, sau đó di chuyển xuống bụng, bẹn và đùi. Khi cử động hay thay đổi tư thế sẽ xuất hiện cơn đau thắt ở vùng eo, có thể đi kèm rối loạn tiểu, thân nhiệt tăng, khó chịu, buồn nôn, ra mồ hôi lạnh và sình bụng. Khi sỏi xuống đến phần dưới của đường tiểu, người bệnh hay buồn đi tiểu. Nếu sỏi chặn toàn bộ thiết diện trong đường tiểu thì nước tiểu bắt đầu tích tụ trong thận, gây ra các cơn đau sỏi thận. Giai đoạn này có thể xuất hiện máu trong nước tiểu, nhất là khi có cơn đau mạnh hay lao động nặng. Có khi sỏi được thải ra cùng nước tiểu. Khi thấy cảm giác khó chịu ở vùng eo dù không nặng cũng cần nhanh chóng đến khám bác sĩ tiết niệu. Bổ sung canxi đúng cách cho người bệnh sỏi thận. Chế độ ăn uống cho người bị sỏi thận rất đa dạng, phụ thuộc vào thành phần của sỏi. Tuy nhiên, một nguyên tắc chung nhất là phải uống không dưới 2 lít nước mỗi ngày. Đa số sỏi thận có thành phần chính là canxi, do đó có một số giả thuyết cho rằng nên hạn chế canxi để phòng ngừa sỏi thận. Nhưng con người cần canxi, đặc biệt là những người lớn tuổi và những người có nguy cơ cao bị gãy xương như phụ nữ thời kỳ tiền mãn kinh và mãn kinh thì càng cần canxi hơn. Vậy câu hỏi đặt ra là bổ sung canxi như thế nào cho đúng? Sỏi thận và sỏi tiết niệu là bệnh phổ biến nhất trong chuyên khoa tiết niệu. Bệnh này chiếm tỷ lệ cao trong dân số từ 10% đến 15%. Hơn 80% sỏi thận có thành phần là canxi kết hợp với oxalat hoặc phốt pho, còn lại là sỏi stuvi, acid uric hoặc cystine. Theo kết quả một nghiên cứu được đăng trên tạp chí dinh dưỡng lâm sàng Hoa Kỳ, những phụ nữ được cho uống bổ sung canxi và vitamin D có nguy cơ hình thành sỏi thận tăng cao hơn 17% so với những người dùng giả dược, placebo. Đây là một nghiên cứu có quy mô lớn với trên 35.000 phụ nữ tham gia và được theo dõi trong thời gian trung bình 7 năm. Tuy nhiên, một nghiên cứu khác với quy mô gần 100.000 nữ y tá độ tuổi từ 27 đến 44 và chưa có tiền sử bị sỏi thận, các nhà nghiên cứu phát hiện rằng những y tá ăn thức ăn có chứa nhiều canxi có nguy cơ phát triển sỏi thận thấp hơn những người ăn thức ăn có chứa ít canxi. Từ kết quả hai nghiên cứu trên, chúng ta thấy rằng uống bổ sung canxi sẽ làm tăng nguy cơ hình thành sỏi thận, nhưng chế độ ăn với thức ăn có chứa nhiều canxi lại giảm nguy cơ sỏi thận. Điều này có thể giải thích do hàng ngày, trong thực phẩm chúng ta ăn vào đều có chứa oxalat. Khi trong khẩu phần ăn có chứa nhiều canxi thì canxi sẽ kết hợp với oxalat tại ruột và đi ra ngoài cơ thể theo đường tiêu hóa qua phân. Nhưng khi chúng ta uống bổ sung canxi thì canxi sẽ hấp thu nhanh qua thành ruột vào máu và kết hợp với oxalat tại thận, lắng đọng lâu ngày hình thành nên sỏi thận qua đường tiểu tiện. Canxi cần thiết để phòng ngừa loãng xương và gãy xương ở người lớn tuổi, đặc biệt là phụ nữ giai đoạn tiền mãn kinh và mãn kinh. Tuy nhiên, để phòng ngừa sỏi thận, chúng ta nên ăn các thực phẩm giàu canxi như bơ, phô mai hoặc uống sữa, sữa đậu nành thay vì uống các loại thuốc bổ sung canxi và vitamin D. Đối với những người đã có tiền sử sỏi thận thì lại càng phải ăn thức ăn có nhiều canxi để tăng đào thải canxi oxalat qua đường tiêu hóa thay vì đường tiểu để ngăn ngừa tái phát bệnh. Người bị sỏi thận không nên ăn những thực phẩm sau. 1. Các loại thịt và thịt gia cầm, giảm lượng thịt bò, thịt gia cầm và cá vì đây là những thực phẩm rất giàu protein. Nhiều protein trong chế độ ăn uống sẽ khiến lượng oxalat trong nước tiểu tăng lên, hình thành các loại sỏi. 2. Một số loại rau quả, trong khi cố gắng để loại bỏ các loại thực phẩm có chứa oxalat từ thịt thì cũng lưu ý một số loại rau quả có thể là tòng phạm gây nên sỏi thận. Ví như rau bina được cho là tạo nhiều oxalat nhất. Ngoài ra, các loại thực phẩm khác có chứa oxalat bao gồm các loại đậu, củ cải đường, dâu, cam, sô-cô-la, cà phê và đậu phộng. 3. Muối, bạn nên cố gắng ăn nhạt vì những nghiên cứu cho thấy việc giảm lượng muối trong chế độ ăn cũng có thể cắt giảm lượng oxalat trong nước tiểu. Ngoài ra cần giảm thức ăn có hàm lượng canxi cao, acid ascorbic và oxalat, sản phẩm sữa, phô mai, sô-cô-la, rau xanh, trà đặc, đậu phộng, hạn chế muối và mỡ. Nhận biết cơn đau do sỏi thận.
Cơn đau quặn thận là triệu chứng phổ biến của bệnh sỏi thận. Tùy vào vị trí viên sỏi mà người bệnh sẽ đau ở những khu vực khác nhau. Tuy nhiên, đau sỏi thận thường bị nhầm lẫn với những cơn đau khác. Sỏi thận đau ở đâu? Triệu chứng đau sỏi thận đặc trưng nhất đó là đau dữ dội, đau quặn thận. Đau sỏi thận thường đau khởi phát từ thắt lưng, ở một bên hoặc cả hai bên vùng hạ sườn, sau đó lan dần từ vùng hố thắt lưng xuống phía dưới hay ra phía trước đến hố chậu, đùi, có thể lan sang cả phần sinh dục. Đau âm ỉ, nhẹ vùng thắt lưng, không có thể bạn đã bị sỏi nhỏ hoặc vừa ở bể thận, sỏi nhỏ ở niệu quản. Đau kèm theo bí đái, có thể sỏi ở cổ bàng quang hoặc lọt ra niệu đạo. Đau khi ngồi lâu, khi thay đổi tư thế đột ngột có thể sỏi thận phát triển thành những viên sỏi to. Áp lực lên các khu vực bị ảnh hưởng bởi sỏi thận khiến các vùng mô xung quanh thận cũng bị chèn ép và gây đau. Đau co thắt từ bên trong, nằm ở tư thế nào cũng bị đau. Cơn đau thường kéo dài từ 20 đến 60 phút, thậm chí là trong vài giờ. Cơn đau thường kèm theo tiểu ra máu, sốt hay ớn lạnh. Thực tế, khi sỏi thận xuất hiện trong thận, đường tiết niệu sẽ bị kích thích dẫn đến tình trạng co thắt, bóp chặt, làm tắc đường tiết niệu. Đường dẫn nước tiểu bị tắc, nước tiểu không thể bài tiết ra ngoài, từ đó làm tăng áp lực lên vùng bể thận, dẫn đến những cơn đau sỏi thận. Dấu hiệu nhận biết sỏi thận. 1. Buồn nôn hoặc nôn. Buồn nôn và ói mửa có thể là dấu hiệu bị sỏi thận do thận đang bị tắc nghẽn. Niệu quản bị tắc nghẽn một phần hoặc toàn bộ đồng thời ngăn không cho nước tiểu di chuyển đến bàng quang. Những dây thần kinh trong ruột và thận có mối liên quan đến nhau. Khi sự tắc nghẽn ở thận xảy ra, nó có thể ảnh hưởng đến đường tiêu hóa, kích hoạt các dây thần kinh trong đường tiêu hóa, làm cho dạ dày co thắt, khó chịu và làm bạn buồn nôn và ói mửa. 2. Đi tiểu nhiều lần. Đôi khi những người bị sỏi thận cảm thấy cần phải đi tiểu nhiều lần. Nếu viên sỏi nằm ở cuối niệu quản đầu bàng quang hoặc nằm ở cổ bàng quang thì bạn sẽ thường xuyên có nhu cầu đi tiểu, mỗi lần đi một lượng nhỏ. Khi bạn thường xuyên tiểu tiện nhiều lần, tiểu tiện nhỏ giọt, có khả năng sỏi thận đang đi qua niệu quản. Sỏi thận kích thích bàng quang và khiến bạn có cảm giác tiểu tiện thường xuyên hơn. Nếu sỏi thận to, nó có thể gây tắc nghẽn niệu quản. Nguyên nhân là do viên sỏi kích thích gây rối loạn co thắt cơ trơn bàng quang, tạo tín hiệu buồn tiểu giả. 3. Đi tiểu ra máu. Bị sỏi thận gây tổn thương niêm mạc đường tiết niệu sẽ làm chảy máu. Khi đi tiểu ra máu, bạn có thể thấy nước tiểu có màu hồng hoặc nâu. Nếu sỏi thận gây trầy xước mô, máu có thể trộn lẫn với nước tiểu. Nếu nước tiểu có màu đỏ, hồng hoặc nâu thì bạn nên đi khám bác sĩ kịp thời. 4. Sốt và ớn lạnh. Sốt, ớn lạnh đi kèm với các triệu chứng sỏi thận ở nữ giới thì có thể bạn đã bị nhiễm trùng, vì sỏi thận có thể là nơi vi khuẩn dễ dàng phát triển. Đây là một biến chứng nghiêm trọng do sỏi thận gây ra. 5. Nước tiểu đục. Khi thấy dấu hiệu này thì khả năng cao bạn đang có sỏi hoặc nằm trong nhóm đối tượng dễ bị sỏi thận, tiết niệu. Nước tiểu đục có thể do quá nhiều chất cặn bã lắng đọng hoặc đang bị viêm đường tiết niệu. Nếu có viêm đường tiết niệu thì nước tiểu đục kèm mùi hôi, còn lắng cặn thông thường thì nước tiểu sẽ không có mùi. 6. Đau, rát khi đi tiểu, tiểu rát. Thông thường khi sỏi rơi xuống niệu quản hoặc từ bàng quang ra niệu đạo sẽ gây tắc đường dẫn tiểu, dẫn đến tiểu khó, buốt. Ngoài ra, viên sỏi cọ vào niêm mạc niệu quản và niệu đạo, gây đau và nóng rát khi đi tiểu. Khi ấy, sỏi kích thích bàng quang và gây nên đau sỏi thận. Viêm nhiễm có thể xảy ra và khiến bạn càng thêm đau rát khi tiểu tiện. 7. Vô niệu. Trường hợp sỏi niệu quản có thể gây ra tình trạng vô niệu một phần hoặc hoàn toàn, tình trạng bạn không đi tiểu được. Vô niệu một phần là do viên sỏi gây tắc một bên thận. Trường hợp hiếm gặp là sỏi làm cả hai bên niệu quản co thắt gây vô niệu hoàn toàn.
Tình huống này bạn nên đến cơ sở y tế ngay để được giải quyết kịp thời để tránh các tình huống xấu, dở thận hoặc suy thận cấp xảy ra. Trên thực tế, cơn đau sỏi thận thường dễ bị nhầm lẫn với viêm ruột thừa cấp tính, cơn đau quặn gan do sỏi đường mật hay cơn đau dạ dày tá tràng cấp tính. Do đó, khi có những cơn đau quặn ở vùng lưng thì bạn nên đi khám để kiểm tra và chẩn đoán chính xác. Người bệnh sỏi thận có cần chú ý tới chế độ dinh dưỡng không? Dinh dưỡng đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với bệnh nhân sỏi thận. Một chế độ ăn uống lành mạnh, phù hợp có thể làm chậm quá trình tiến triển của bệnh, đảm bảo sức khỏe cho bệnh nhân chống lại bệnh tật. Khi mắc bệnh, nhiều người bị mệt mỏi, chán ăn, ăn uống kém, mất khẩu vị nên càng cần hiểu rõ về chế độ dinh dưỡng để bổ sung các chất cho bệnh nhân một cách khoa học. Tùy theo kích thước của sỏi thận mà có nhiều phương pháp điều trị khác nhau. Trong quá trình điều trị, cần kết hợp điều chỉnh chế độ ăn uống của bệnh nhân theo hướng cân bằng dinh dưỡng để giúp việc trị liệu đạt hiệu quả cao, ngăn ngừa bệnh tiến triển và giảm nguy cơ tái phát sau này. Lưu ý khi xây dựng chế độ dinh dưỡng cho bệnh nhân sỏi thận. Bệnh sỏi thận bắt nguồn từ thói quen ăn uống không lành mạnh, ăn quá mặn, uống ít nước, ăn nhiều thực phẩm chứa axit oxalic, khiến thận lọc quá tải, tích tụ nhiều chất khoáng và cặn bã, hình thành sỏi. Vì vậy, trước khi giải đáp cho băn khoăn bệnh sỏi thận kiêng ăn gì, người bệnh cần nắm được những nguyên tắc quan trọng khi xây dựng thực đơn dinh dưỡng. Hạn chế ăn quá mặn, nhiều muối hoặc nhiều đường, đảm bảo lượng muối tiêu thụ mỗi ngày không quá 3 giờ một phút người. Hạn chế những thực phẩm giàu đạm và kali, lượng đạm tiêu thụ mỗi ngày không vượt quá 200 gram. Đảm bảo cân bằng dinh dưỡng, tích cực ăn các loại rau xanh và trái cây giàu vitamin, không để bệnh nhân bị suy nhược cơ thể để tránh bệnh trở nên trầm trọng hơn. Uống nhiều nước, đặc biệt là sau khi tập thể dục hoặc khi trời nắng nóng, cơ thể đổ nhiều mồ hôi. Người bị sỏi thận kiêng ăn gì? Đa phần nguyên nhân gây bệnh sỏi thận là do chế độ ăn mất cân bằng. Nếu băn khoăn sỏi thận nên kiêng ăn gì thì bạn có thể tham khảo ngay. 1. Muối. Muối là nguyên nhân hàng đầu gây sỏi thận, gây tích tụ các gốc oxalate, tiền đề tạo ra sỏi thận, dễ dẫn đến suy thận. Do vậy, bệnh nhân chỉ nên ăn tối đa 3 giờ muối ngày. Việc theo một chế độ ăn nhạt, ít muối giúp bệnh nhân đạt hiệu quả tốt trong điều trị sỏi thận, tránh các biến chứng sau này. 2. Đường. Người bệnh sỏi thận cũng nên hạn chế ăn bánh kẹo, đồ ngọt vì chúng có chứa lượng lớn đường fructose và saccharose. Đây là các yếu tố gây sỏi thận và tăng nguy cơ mắc tiểu đường tuyếp 2. Ngoài ra, đồ ngọt còn làm tăng gốc oxalate nên bạn cần hạn chế tiêu thụ chúng. 3. Thực phẩm nhiều kali. Nếu kali tồn tại nhiều trong máu thì sẽ gây áp lực lên thận, làm giảm khả năng đào thải của thận, tăng nguy cơ hình thành sỏi thận. Vì vậy, bệnh nhân sỏi thận nên hạn chế những thực phẩm giàu kali như chuối, bơ, khoai tây. 4. Thực phẩm giàu đạm. Chất đạm có thể gây tích tụ axit uric trong máu, hình thành tinh thể muối urat, lắng đọng tại thận và tăng nguy cơ hình thành sỏi thận. Vì vậy, bệnh nhân sỏi thận được khuyên chỉ nên ăn tối đa 200 gram thịt một ngày, ưu tiên các loại thịt nạc, ức gà, hạn chế sử dụng hải sản, tôm, cua. 5. Thực phẩm có gốc oxalate. Bệnh sỏi thận kiêng ăn gì? Người bị sỏi thận thường có hàm lượng oxalate trong cơ thể cao. Để hạn chế nguy cơ gia tăng kích thước và số lượng sỏi thận, người bệnh nên kiêng các thực phẩm giàu oxalate như củ cải đường, rau muống, đậu, rau cải bó xôi. 6. Đồ ăn nhiều dầu mỡ. Thức ăn nhanh nhiều dầu mỡ hoặc đồ chiên xào chứa nhiều đạm, nhiều dầu, làm gia tăng lượng muối đưa vào cơ thể. Các loại thực phẩm này khiến thận quá tải, làm tình trạng bệnh sỏi thận tiến triển xấu hơn. Đồng thời, thường xuyên tiêu thụ đồ ăn nhiều dầu mỡ cũng làm tăng nguy cơ mắc bệnh béo phì, tiểu đường tuyếp 2. Vì vậy, bệnh nhân sỏi thận nên ưu tiên chế biến thức ăn theo dạng hấp, luộc, vừa tốt cho sức khỏe vừa giảm gánh nặng cho thận.
7. Đồ uống có chất kích thích. Bệnh nhân sỏi thận không nên uống nhiều nước ngọt, cà phê hay trà quá đậm, vì chúng dễ gây kết tủa các tinh thể, hình thành sỏi thận. Bên cạnh đó, người bị sỏi thận cũng cần tránh sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn vì sẽ khiến thận phải làm việc quá tải để thải độc, dễ làm bệnh tình càng nặng hơn. Người bị sỏi thận nên ăn gì? Ngoài câu hỏi sỏi thận kiêng ăn gì, bệnh nhân sỏi thận nên ăn gì cũng là băn khoăn của nhiều người. Sau đây là những loại thực phẩm tốt cho người bị sỏi thận. 1. Thực phẩm giàu vitamin D và canxi. Nhiều người cho rằng bị sỏi thận nên kiêng hoàn toàn thực phẩm giàu canxi. Đây là quan niệm sai lầm. Nếu lượng canxi trong cơ thể bạn quá thấp thì nồng độ oxalate sẽ gia tăng, làm tăng nguy cơ hình thành sỏi. Do đó, thực đơn hàng ngày của bệnh nhân sỏi thận vẫn cần có thực phẩm giàu canxi như sữa chua, phô mai, các loại hạt, rau màu xanh đậm. Bên cạnh đó, vì vitamin D giúp cơ thể hấp thụ và chuyển hóa canxi tốt hơn nên bệnh nhân sỏi thận cần bổ sung thêm thực phẩm giàu vitamin D như sữa, lòng đỏ trứng, cá hồi vào chế độ ăn của mình. Trường hợp bệnh nhân bị sỏi thận tái phát nhiều lần, xét nghiệm có bằng chứng đa canxi niệu do tăng hấp thu canxi từ ruột thì bệnh nhân cần kiêng canxi. Tuy vậy, không phải kiêng hoàn toàn mà đảm bảo tiêu thụ khoảng 400mg canxi một ngày. 2. Thực phẩm giàu vitamin A. Vitamin A giúp tăng cường khả năng miễn dịch và hỗ trợ điều hòa hệ thống bài tiết nước tiểu, giảm bớt sự lắng đọng khoáng chất trong nước tiểu nên hạn chế được sự hình thành sỏi thận. Vì vậy, để phòng ngừa và hỗ trợ điều trị sỏi thận, bạn nên tích cực tiêu thụ những thực phẩm giàu vitamin A như cà rốt, cà chua, bí đỏ, khoai lang, ớt chuông, bông cải xanh. 3. Thực phẩm giàu vitamin B6. Vitamin B6 tham gia vào nhiều chức năng của cơ thể, làm giảm khả năng hình thành oxalat. Do đó, bệnh nhân sỏi thận nên tăng cường tiêu thụ các thực phẩm giàu vitamin B6 như ngũ cốc nguyên hạt, bông cải, cà rốt, đậu nành, đậu đỏ, lạc, các loại cá. 4. Thực phẩm giàu chất xơ. Chất xơ hỗ trợ quá trình chuyển hóa của hệ tiêu hóa và hệ bài tiết. Vì vậy, bổ sung thêm chất xơ vào chế độ ăn giúp phần nào kiểm soát được sự phát triển của sỏi thận. Bệnh nhân sỏi thận nên ăn một số thực phẩm giàu chất xơ như bắp cải, cần tây, bông cải xanh. 5. Các loại trái cây. Những loại trái cây giàu vitamin C như ổi, cam, quýt, bưởi được chứng minh là giảm khả năng hình thành oxalat, làm giảm lượng cholesterol chuyển hóa thành axit trong dịch mật, thành phần cơ bản gây ra sỏi. 6. Nước. Việc cung cấp đủ nước cho cơ thể giúp nước tiểu loãng hơn, khó hình thành sỏi thận hơn. Hơn hết, việc uống nhiều nước còn giúp cơ thể đào thải những viên sỏi nhỏ ra ngoài, nếu có. Vì vậy, người bị sỏi thận nên uống nhiều nước. Mỗi ngày bệnh nhân nên uống khoảng 2 đến 2,5 lít nước, chia uống nhiều lần trong ngày. Nếu uống đủ nước thì nước tiểu có màu trắng trong. Nếu uống thiếu nước thì nước tiểu có màu vàng sẫm. Bên cạnh nước tinh khiết, bạn cũng có thể uống thêm một số loại nước khác như trà lựu, giảm lượng axit trong nước tiểu và hỗ trợ thải độc. Nước chanh, chứa citrate có tác dụng hòa tan sỏi thận. Nước ép nho, chứa chất oxy hóa hỗ trợ cơ thể đào thải độc tố. Trà gừng, có tác dụng kháng khuẩn, chống viêm. Nước cam ép, chứa citrate giúp ngăn chặn sỏi. Trà húng quế, chứa axit acetic giúp phá hủy sỏi thận. Chế độ ăn uống đóng vai trò quan trọng trong việc điều trị và kiểm soát sự tiến triển của bệnh sỏi thận. Trên đây là thông tin giúp bạn nắm được sỏi thận kiêng ăn gì, nên ăn gì để có cái nhìn tổng thể về dinh dưỡng và xây dựng cho mình một thực đơn ăn uống phù hợp nhất.